Bibo Bibo, chị Bí Đỏ xin chào tất cả các bé nha. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng nhau thiết kế quần áo và trang điểm cho cô gái nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn màu chân mày cho cô gái này. Ở đây thì chị Bí Đỏ sẽ chọn màu chân mày là màu đen như thế này. Kế tiếp theo là màu của mascara, thì tùy vào sở thích mà các bé có thể chọn màu mascara mà mình thích nha. Riêng chị Bí Đỏ thì chị Bí Đỏ sẽ chọn màu mascara là màu đen để cho đôi mắt được to hơn. Và kế đến là màu của phần lên mắt, thì chị Bí Đỏ sẽ chọn màu phần lên mắt này để cho phù hợp với màu của mascara chị Bí Đỏ đã chọn. Kế đến là màu của mi mắt, thì chị Bí Đỏ sẽ chọn màu mi mắt như thế này để cho đôi mắt được sáng hơn. Tiếp theo thì chị Bí Đỏ sẽ chọn màu má hồng cho cô gái, thì chị Bí Đỏ sẽ chọn màu má hồng như thế này để đôi má được thật là dễ thương và tạo nên nét mặt cho cô gái nha. Và đây là màu của son môi, thì chị Bí Đỏ sẽ chọn màu son môi như thế này để đôi môi được trong trắng mọng và quyến rũ, nhìn vào là muốn hôn phải không các bé. Kế đến thì chúng ta sẽ lựa chọn phần trang phục cho cô gái, và đây là kiểu tóc, thì chị Bí Đỏ sẽ vẫn giữ có rất là nhiều kiểu tóc để chúng ta lựa chọn và màu tóc khác nhau. Ở kiểu tóc này thì trông thật là nhẹ nhàng và hiền, đúng không các bé? Chị Bí Đỏ sẽ chọn kiểu tóc này trông thật là chững chạc hơn nhưng cũng có phần dễ thương phải không nào. Kế đến thì chúng ta sẽ lựa chọn trang phục cho cô gái. Chị Bí Đỏ sẽ lựa chọn trang phục với phong cách dễ thương và không kém phần trưởng thành một tí để phù hợp với kiểu tóc và khuôn mặt của chúng ta. Kế đến thì chúng ta sẽ lựa chọn phần váy hoặc quần cho cô gái, thì chị Bí Đỏ sẽ chọn phần váy như thế này để tạo nên sự nổi bật với chiếc áo mà chúng ta đã chọn. Kế đến thì chúng ta sẽ lựa chọn phần để trang trí cho mái tóc được nổi bật hơn, thì chị Bí Đỏ sẽ chọn một chiếc kẹp như thế này, hoặc là chúng ta có thể chọn kính để tạo nên nét cá tính, nhưng chị Bí Đỏ sẽ chọn một chiếc nơ đi, một chiếc nơ như thế này để được dễ thương nha. Còn tiếp theo thì là đôi hoa tai, thì chị Bí Đỏ sẽ chọn đôi hoa tai như thế này để nó có cùng màu phù hợp với chiếc nơ áo và chiếc váy này. Kế đến là phần trang sức, thì chị Bí Đỏ sẽ chọn phần trang sức như thế này cùng một chị Bí Đỏ sẽ không chọn dây chuyền mà chị Bí Đỏ sẽ chọn trang sức như thế này nha. Kế đến là chúng ta sẽ chọn giày cho cô gái, thì cũng có rất là nhiều màu cho chúng ta lựa chọn. Chị Bí Đỏ sẽ chọn màu trắng như thế này để được tinh khôi và dễ thương. Cô gái thứ hai thì chúng ta sẽ lựa chọn một phong cách khác. Ở đây là phần chân mày, thì chị Bí Đỏ sẽ chọn đôi lông mày màu như thế này cho cô gái này nha. Và đây là màu mascara, thì chị Bí Đỏ sẽ chọn phần mascara màu tím cho phong cách thật là trưởng thành và quyến rũ. Kế đến là màu của đôi mắt, thì chị Bí Đỏ sẽ chọn màu đôi mắt là màu nâu như thế này. Và phần son môi, thì chị Bí Đỏ sẽ chọn phần son môi như thế này. Đây là phần son môi, thì chị Bí Đỏ đây là màu của mi mắt, thì chị Bí Đỏ sẽ chọn màu mi mắt như thế này để cho đôi mắt được sâu và to hơn. Và kế đến là phần son môi, thì chị Bí Đỏ sẽ chọn phần son môi là
đỏ cứ nhầm hoài á. Kế đến là phần son môi, thì chị bí đỏ sẽ chọn phần son môi có màu như thế này để kết hợp cùng màu mi mắt. Kế đến là màu má hồng, thì chị bí đỏ sẽ chọn màu má hồng như thế này để khuôn mặt được sáng và quyến rũ hơn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lựa chọn kiểu tóc và trang phục cho cô gái. Ở đây thì chúng ta chọn phong cách quyến rũ, thì chị bí đỏ sẽ chọn một kiểu tóc sao cho phù hợp với phong cách quyến rũ. Thì chị bí đỏ sẽ chọn kiểu tóc như thế này. Kế đến là phần áo, chị bí đỏ cùng các bé sẽ tìm thử xem có kiểu áo nào quyến rũ không nha. Quyến rũ nhưng không kém phần sang trọng. Ở đây thì chị bí đỏ sẽ chọn chiếc áo nào, theo các bé nghĩ thì mình nên chọn chiếc áo nào đây? Có lẽ thì chị bí đỏ sẽ chọn chiếc áo này, trông quyến rũ nhưng vẫn có nét kín đáo. Kế đến thì chúng ta sẽ chọn phần váy hoặc quần cho cô gái sao cho phù hợp với chiếc áo mà chúng ta đã chọn. Thì chị bí đỏ sẽ chọn chiếc quần như thế này, quyến rũ nhưng vẫn có nét cá tính ở đó. Kế đến thì chúng ta sẽ chọn phần trang trí tóc cho cô gái. Thì chị bí đỏ sẽ chọn một chiếc nơ như thế này. Tiếp theo là phần hoa tai, thì chị bí đỏ sẽ chọn đôi hoa tai như thế này để phù hợp với kiểu trang phục mà chúng ta đã chọn. Và đây thì chị bí đỏ sẽ chọn trang sức này cho cô gái. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn giày. Ở đây thì chị bí đỏ sẽ chọn một đôi giày để sao cho mang phong cách. Chị bí đỏ sẽ chọn đôi giày màu trắng này để phù hợp với cả bộ trang phục mà chúng ta đã lựa chọn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu xem nào. Có dễ thương không các bé? Một cô gái thì mang phong cách dễ thương nhưng vẫn trưởng thành, còn một cô gái thì mang phong cách quyến rũ và hiện đại. Chị bí đỏ xin chào tạm biệt tất cả các bé nha. Bây giờ thì các bé đừng quên nhấn vào nút đăng ký phía dưới để xem những clip tiếp theo của chị bí đỏ nha. Chúc các bé một ngày vui vẻ.